Xin chào tất cả các em. Rất vui khi lại được gặp các em trong tiết học ngày hôm nay. Các em ạ, đã bao giờ em ân hận, ăn năn vì thái độ cư xử của mình với người thân trong gia đình chưa? Đã bao giờ em thấy mình tồi tệ, xấu xa, không xứng đáng với anh chị em mình chưa? Có những sự ân hận, hối lỗi làm cho tâm hồn ta trong trẻo, lắng dịu hơn. Bài học hôm nay với chuyện ngắn Bức tranh của em gái tôi, Tạ Duy Anh đã rất thành công trong việc thể hiện chủ đề đó. Hôm nay, chúng ta sẽ học tiếp 81-82, văn bản Bức tranh của em gái tôi của tác giả Tạ Duy Anh. Các em chú ý biểu tượng bàn tay ghi trên màn hình để ghi bài nhé. Trước tiên, cô cùng các em sẽ đi vào tìm hiểu phần 1 La Mã, tìm hiểu chung về tác giả tác phẩm. Về tác giả, tác giả Tạ Duy Anh, tên khai sinh là Tạ Viết Dũng, tên thường gọi là Tạ Viết Đãng, sinh ngày 9 tháng 9 năm 1959, quê ở thôn Cổ Hiển, xã Hoàng Diệu, huyện Chương Mỹ, tỉnh Hà Tây, nay là huyện Chương Mỹ, Hà Nội. Ông còn có các bút danh khác như Lão Tạ, Chu Quý, Bình Tâm. Ông từng làm cán bộ giám sát chất lượng bê tông ở nhà máy thủy điện Hòa Bình, làm trung sĩ bộ binh ở Lào Cai. Ông là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam từ năm 1993 và hiện nay ông là biên tập viên tại Nhà xuất bản Hội Nhà văn Việt Nam. Là nhà văn hiện đại, là cây bút trẻ của thời kỳ đổi mới, tác phẩm của ông mang hơi thở của cuộc sống hiện đại. Về các tác phẩm chính của Tạ Duy Anh, gồm có Trò đùa của số phận sáng tác năm 2008, Lão khổ tiểu thuyết sáng tác năm 1992, Bước qua lời nguyền truyện ngắn sáng tác năm 1990, Hiệp sĩ áo cỏ sáng tác năm 1993, Con dế ma sáng tác năm 1999, Đây là hai chuyện dành cho thiếu nhi, vân vân. Qua hơn 20 năm cầm bút, Tạ Duy Anh, một người không bao giờ cho phép mình ngồi vào bàn viết mà lại thiếu sự nghiêm túc, tỉnh táo, chú ý từng chữ một. Một người vẫn luôn trăn trở, tìm cách đổi mới tư duy, quan niệm nghệ thuật, làm mới tác phẩm của mình. Chính những điều đó khiến các tác phẩm của ông lúc ra đời, đi vào cuộc sống, luôn có một nét riêng. Đó là vài nét về tác giả. Về tác phẩm, chuyện Bức tranh của em gái tôi xuất bản năm 1999, in trong tập Con dế ma. Chuyện đạt giải nhì trong cuộc thi viết Tương lai vẫy gọi do báo Thiếu niên Tiền phong tổ chức vào năm 1998. Tác giả đã kể một câu chuyện khá gần gũi trong đời sống bình thường của lứa tuổi thiếu niên, nhưng đã gợi ra những điều sâu sắc về mối quan hệ, thái độ, cách ứng xử của con người. Ông mong muốn gõ một hồi chuông vào thẳng chỗ da non nhất của lòng người, làm bật lên tiếng tơ đàn thánh thiện của tâm hồn, của nhân cách, khiến con người bớt đi những thói xấu mà sống đẹp hơn. Đó là vài nét về tác phẩm. Vậy để hiểu rõ hơn nội dung của chuyện Bức tranh của em gái tôi, cô cùng các em sẽ đi vào tìm hiểu phần 2 La Mã, đọc hiểu văn bản. Về phần hướng dẫn đọc, các em chú ý cho cô. Từ đầu mà cho đến có vẻ vui lắm. Các em đọc với giọng rõ ràng, có vẻ khinh khỉnh, xem thường em gái của người anh trai. Phần tiếp theo cho đến những gì thân thuộc nhất với cháu, đọc với giọng bực bội, khó chịu. Và đoạn còn lại thì các em đọc với giọng xúc động. Trên cơ sở những hướng dẫn đọc của cô, các em về nhà tự tập đọc, vì ở đây cô không có thời gian để đọc hết chuyện. Về thể loại, bức tranh của em gái tôi thuộc thể loại truyện ngắn. Về phương thức biểu đạt chính, thì truyện ngắn này phương thức biểu đạt chính là tự sự. Tuy nhiên, khi kể, tác giả còn đan xen với phương thức miêu tả. Với ngôi kể, chuyện được kể theo ngôi thứ nhất. Dấu hiệu để nhận ra ngôi kể đó chính là nhân vật xưng tôi, và người kể chuyện ở đây đó là người anh. Việc sử dụng ngôi kể thứ nhất
có tác dụng. Nó cho phép tác giả miêu tả tâm trạng của nhân vật một cách tự nhiên, mang tính chủ quan. Đồng thời, nó cũng cho phép nhân vật tự soi xét tình cảm, ý nghĩ của chính mình để tự vươn lên. Qua đó mà giúp cho câu chuyện thêm sinh động hơn, thêm chân thực hơn. Về xác định nhân vật chính trong truyện, theo các em, nhân vật chính trong truyện là ai? Là người anh hay là nhân vật cô bé Kiều Phương? Các em ạ, nhân vật chính trong truyện là cả người anh và cô bé Kiều Phương. Vì sao vậy? Bởi vì họ đều xuất hiện từ đầu đến cuối truyện, đều góp phần thể hiện tư tưởng của nhà văn. Tuy nhiên, nhân vật trung tâm, nhân vật quan trọng của truyện lại chính là nhân vật người anh, bởi vì truyện không nhằm khẳng định năng khiếu hay ca ngợi những phẩm chất tốt đẹp của cô em gái, mà chủ yếu là muốn hướng người đọc tới sự thức tỉnh, đó là lòng đố kỵ, ganh ghét của nhân vật người anh. Về bố cục, văn bản có bố cục 3 phần. Phần 1, từ đầu đến có vẻ vui lắm. Nói về khi tài năng của Kiều Phương chưa được phát hiện. Phần thứ 2 là từ tiếp theo cho đến thân thuộc nhất với cháu. Nội dung của phần này là khi tài năng của Kiều Phương được phát hiện. Và phần thứ 3 là phần còn lại. Kiều Phương được giải trong cuộc thi vẽ tranh. Vậy thì chuyện có những sự việc chính nào? Sự việc mở đầu giới thiệu về cô em gái Kiều Phương. Sự việc chính thứ hai cũng là sự việc phát triển. Đó là khi tài năng hội họa của Kiều Phương được phát hiện. Sự việc thắt nút, sự việc cao trào, đó chính là trước tài năng hội họa của Kiều Phương được phát hiện, người anh ganh ghét, đố kỵ với em. Sự việc mở nút, đó là bức vẽ anh trai tôi của cô bé Kiều Phương đạt giải. Và sự việc kết thúc, người anh hiểu được tâm hồn và tấm lòng nhân hậu của cô em gái. Tóm tắt chuyện bức tranh của em gái tôi. Câu chuyện kể về hai anh em Kiều Phương, còn gọi là Mèo, qua lời kể của người anh. Mèo là một cô bé hay nghịch ngợm, nhưng lại có năng khiếu vẽ đặc biệt. Sau một thời gian theo dõi, nhất là khi nghe chú Tiến Lê khen tranh của em gái, người anh rơi vào trạng thái mặc cảm. Trạng thái tâm lý này khiến người anh thường gắt gỏng với Mèo, mặc dù cô bé chẳng có tội tình gì. Nhưng thật bất ngờ, bức tranh đạt giải của Kiều Phương lại là bức tranh vẽ về người anh thân yêu của mình. Trước bức tranh, người anh nhận ra tấm lòng nhân hậu của em và hối hận vì đã có lúc mình đã đối xử không đúng với em. Vậy thì để hiểu rõ hơn nội dung của văn bản, cô cùng các em sẽ đi vào phân tích tác phẩm. Trong quá trình phân tích, các em đều biết rằng có nhiều cách phân tích khác nhau. Có thể phân tích theo tuyến nhân vật, có thể phân tích theo bố cục của văn bản. Ở bài học này, cô sẽ hướng dẫn các em phân tích theo tuyến nhân vật. Trước tiên, chúng ta tìm hiểu về nhân vật người anh. Vậy thì tâm trạng và thái độ của nhân vật người anh được miêu tả ở những thời điểm nào? Các anh chú ý cho cô. Tâm trạng và thái độ của nhân vật người anh được miêu tả ở 3 thời điểm. Thời điểm thứ nhất là trước khi phát hiện em gái có tài vẽ. Thời điểm thứ hai là khi phát hiện ra tài năng của em gái. Và thời điểm cuối cùng là khi đứng trước bức tranh đạt giải nhất của em gái. Vậy thì tâm trạng, thái độ của người anh ở mỗi thời điểm được tác giả miêu tả cụ thể như thế nào? Cô cùng các em sẽ đi vào tìm hiểu. Trước hết, chúng ta sẽ tìm hiểu tâm trạng của người anh trước khi tài năng của Kiều Phương được phát hiện. Vậy thì trước khi tài năng của Kiều Phương được phát hiện, người anh đã đối xử với Kiều Phương như thế nào? Trước hết, người anh đã đặt cho Kiều Phương cái biệt danh là Mèo. Tại sao vậy? Bởi vì Kiều Phương rất thích lục lọi đồ trong nhà. Tất cả mọi thứ ở trong nhà luôn bị em lục tung lên. Và những khi như thế, người anh thường lên giọng: "Này, em không để chúng yên được à?" Lý do thứ hai nữa, theo như nhận xét của người anh, mặt nó luôn bị chính nó bôi bẩn. Và đặc biệt, khi phát hiện ra em gái pha chế màu vẽ,
Người Anh vẫn lên giọng bề trên, nhưng qua cái giọng nói ấy, chúng ta thấy người Anh không giấu được sự ngỡ ngàng. Trời ạ, thì ra nó chế thuốc vẽ. Từ đó mà bí mật theo dõi em pha chế. Như vậy, ở phần này, chúng ta có thể thấy giọng điệu của người Anh đối với Kiều Phương là giọng điệu kẻ cả, coi thường. Và thông qua cái giọng điệu đó, chúng ta nhận ra thái độ của người Anh đối với Kiều Phương ở đây. Đó là nhìn em bằng con mắt kẻ cả, ra vẻ đàn anh, coi mọi việc em làm chỉ là trò trẻ con. Thế nhưng thái độ ấy chúng ta vẫn thấy thể hiện một cái sự thân mật. Tại sao cô lại nói rằng đó là thái độ thể hiện sự thân mật? Bởi vì chỉ qua cái cách đặc biệt danh cho em là mèo thôi. Và đặc biệt qua cách lặng lẽ quan sát em làm mọi việc, ta có thể nhận ra điều đó. Vậy mà tình cảm ấy lại bị rạn nứt khi tài năng của em gái được phát hiện. Vậy cụ thể tình cảm ấy như thế nào? Cô cùng các em sẽ chuyển sang tìm hiểu phần B khi tài năng hội họa của Kiều Phương được phát hiện. Vậy thì nhờ đâu mà tài năng của Kiều Phương được phát hiện? Tất cả đều nhờ chú Tiến Lê. Trong một lần cha con chú Tiến Lê đến thăm, tất cả các bức vẽ được đưa vào vòng bí mật của Kiều Phương trước đây đã thực sự bị phát hiện khi mèo chia sẻ chúng với bé Quỳnh, con gái của chú Tiến Lê. Từ đây, tài năng hội họa của Kiều Phương mới được cả nhà biết đến. Trước tài năng hội họa của con gái, bố mẹ cô bé đã vô cùng ngỡ ngàng, ngạc nhiên. Bố thì ngây người không tin vào mắt mình, thốt lên: "Con gái tôi vẽ đấy ư? Ôi, con đã cho bố một bất ngờ quá lớn." Rồi ôm thốc mèo lên. Còn mẹ thì không kìm được xúc động. Tuy nhiên, khi tài năng của em gái được phát hiện, cũng là lúc tình cảm của người anh trai với em gái bị rạn nứt. Người anh thất vọng, thấy mình bất tài, cảm thấy bản thân mình chẳng có chút tài năng nào. Cả gia đình chú ý, quan tâm chăm sóc cho đứa em gái tài năng, còn người anh thì tự đẩy mình trở thành người ngoài cuộc, cảm thấy mình bị lãng quên. Và cũng chính bởi vậy, cho nên người anh lúc này không thể thân với mèo như trước kia. Bất cứ hành động nào trước đây là đáng yêu của em gái, thì hiện tại lại làm người anh gắt ung lên, chỉ thấy nó chọc tức. Tuy nhiên, người anh vẫn tò mò, hiếu kỳ, lén xem những bức tranh của em gái vẽ. Và khi xem xong rồi thì chú tiếng thở dài. Tiếng thở dài đó là tiếng thở dài của sự thất vọng, của sự chán nản và sự kém cỏi của chính bản thân mình. Như vậy, bằng nghệ thuật miêu tả tâm lý nhân vật sâu sắc, tự nhiên, chân thật, hợp với lứa tuổi của tác giả, từ đó giúp chúng ta nhận ra, phải chăng khi tài năng của em gái được phát hiện, người anh cảm thấy mặc cảm, tự ti về bản thân mình. Và hơn thế nữa, còn có một khoảng cách nữa, đó là khoảng cách của sự khinh tị, đố kỵ với tài năng của em gái. Nhà văn Labier đã nói, giữa lòng ghen tị và sự thi đua có một khoảng cách khá xa, như giữa tật xấu xa và đức hạnh. Người anh lúc này đã bước qua ranh giới của sự thi đua để chạm vào thói ganh tị và đố kỵ. Và điều đó đã tạo thành một cái khoảng cách, là đã tạo thành một cái rào cản rất lớn để người anh không còn cảm thấy thân thiết với cô em gái bé nhỏ của mình nữa. Tuy vậy, khi đứng trước bức tranh đạt giải của em gái, bức tranh ấy lại có sức cảm hóa người anh mạnh mẽ. Quá trình cảm hóa ấy diễn ra như thế nào? Cô cùng các em sẽ chuyển sang tìm hiểu phần C. Khi đứng trước bức tranh đạt giải của em gái. Thế rồi, tác phẩm dự thi của cô bé Kiều Phương cũng đã có kết quả. Và điều đáng ngạc nhiên đó là bức tranh ấy được giải cao nhất của cuộc thi. Các em hãy quan sát đoạn văn cuối truyện.
Quan sát đoạn văn quý truyện đó, em thấy bức tranh đoạt giải của cô bé Kiều Phương được tác giả miêu tả như thế nào? Trong bức tranh ấy, không phải là vẽ bố, không phải là vẽ mẹ, mà trong tranh chính là hình ảnh người anh trai mà cô bé Hằng yêu quý. Nhìn bức tranh anh trai tôi ấy, ta không thấy một người anh hay mắng mỏ, quát nạt, đố kỵ với tài năng của em, mà là một người anh hoàn hảo, đang ngồi nhìn ra cửa sổ nơi bầu trời trong xanh, mặt chú bé như tỏa ra một thứ ánh sáng rất lạ, toát lên từ cặp mắt, tư thế ngồi không chỉ sự suy tư mà còn rất mơ mộng nữa. Đó là hình ảnh một người anh yêu thương em hết mực, tâm hồn trong sáng, đầy suy tư. Và đây chính là chân dung người anh hoàn hảo trong suy nghĩ của nhân vật Kiều Phương. Vậy thì, đứng trước bức tranh ấy, tâm trạng của người anh lúc này như thế nào? Trước bức vẽ chính mình, người anh giật sững người, rồi ngỡ ngàng, hãnh diện và cuối cùng là sự xấu hổ tột cùng. Vậy vì sao người anh lại đứng trước bức tranh và có tâm trạng giật sững, ngỡ ngàng, rồi đến hãnh diện và sau đó là xấu hổ như vậy? Khi đứng trước bức tranh anh trai tôi, tâm trạng của người anh có diễn biến như vậy là vì trước hết, người anh giật sững người bởi vì người anh giật mình và sững sờ. Ngỡ ngàng vì ngạc nhiên, không ngờ em gái lại vẽ mình trong bức tranh dự thi, coi mình là người thân thuộc nhất, như lời dặn dò của chú Tiến Lê đã dặn Kiều Phương trước khi tham gia cuộc thi, cháu hãy vẽ những gì thân thuộc nhất. Sau sự ngỡ ngàng là sự hãnh diện. Người anh hãnh diện bởi vì mình hiện ra trong tranh đẹp và rất hoàn hảo. Nhưng rồi từ sự hãnh diện đó, người anh lại cảm thấy xấu hổ, bởi vì nhận thấy mình thật hèn kém, thật nhỏ nhen, thật ích kỷ trước em gái. Mình vốn coi thường em, ghen ghét, đố kỵ với em, mà em vẫn vẽ mình trong tranh, vẫn vẽ mình một cách đẹp đến hoàn hảo. Vậy thì khi mẹ hỏi, con có nhận ra con không? Không có tiếng trả lời, nhưng những suy nghĩ trong đầu của người anh trai cứ bùng lên. Không phải con đâu, đấy là tâm hồn và lòng nhân hậu của em con đấy. Câu nói trong dòng suy nghĩ của người anh cho thấy người anh đã thức tỉnh, đã nhận ra phần hạn chế của chính mình, nhận ra bức chân dung của mình được vẽ nên bằng tâm hồn trong sáng, bằng tấm lòng nhân hậu của em gái. Như vậy ở đây, vẫn bằng nghệ thuật miêu tả diễn biến tâm lý nhân vật một cách tinh tế. Và thông qua đó, giúp ta nhận ra người anh ở đây đã hiểu được tình cảm trong sáng, tấm lòng nhân hậu của em. Và từ đó, người anh đã nhận ra điểm hạn chế của chính mình. Từ việc phân tích nhân vật người anh, chúng ta cùng suy ngẫm. Vậy thì theo em, nhân vật người anh trong chuyện này đáng trách hay đáng yêu? Người anh đáng trách nhưng cũng đáng cảm thông vì những tính xấu ấy chỉ là nhất thời. Người anh đã hối hận, day dứt, nhận ra cái tâm hồn trong sáng của em và hiểu đố kỵ, ghen ghét là tính xấu. Như vậy, người anh vẫn là một người tốt. Từ nhân vật người anh, các em có thể thoáng thấy có chút mình trong đó chăng? Một chút ghen tị khi ba mẹ chiều em hơn, một chút nào đó chưa vui trước thành công của người khác. Đó là biểu hiện của tính đố kỵ. Đố kỵ là thói xấu thường gặp ở nhiều người, là sự phủ nhận và ghen ghét khả năng thành tích của người khác. Vì thế, đố kỵ làm cho chúng ta không trung thực, nhìn nhận ra hạn chế của bản thân và không khiêm tốn học hỏi người khác. Đúng như nhà văn Edmond Dodder Amici đã nói, đó là một con rắn độc, nó gặm mòn khối óc và làm đổi bại trái tim. Như vậy, về nhân vật người anh, các em chú ý cho cô. Ở thời điểm trước khi tài năng của em gái được phát hiện, thì tâm trạng của người anh là coi thường em, coi việc làm của em chỉ là trò trẻ con. Nhưng đến khi tài năng hội họa của em gái được phát hiện, thì người anh mặc cảm,
tự ti, ganh tị, đố kỵ. Và khi đứng trước bức tranh đạt giải của em gái, tâm trạng của người anh lại có sự thay đổi. Người anh giật sững người, ngỡ ngàng, hãnh diện, xấu hổ, muốn khóc. Như vậy, để làm nổi bật tâm trạng của người anh, chúng ta có thể thấy Tạ Duy Anh đã rất khéo léo trong việc miêu tả diễn biến tâm lý nhân vật. Cách miêu tả của ông rất tự nhiên, rất chân thật, rất tinh tế. Từ đó mà giúp người đọc hình dung rõ được tâm trạng của nhân vật. Bên cạnh nhân vật người anh, cô em gái Kiều Phương trong truyện không chỉ có tài năng hội họa mà còn có nhiều điểm đáng yêu khác. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về nhân vật này ở mục 2 nhỏ, nhân vật Kiều Phương. Vậy nhân vật Kiều Phương ở trong truyện được tác giả miêu tả như thế nào? Trước hết về ngoại hình. Mặt mũi của cô bé lúc nào cũng bị chính cô bé bôi bẩn. Về cử chỉ và hành động, rất hay lục lọi đồ đạc, rồi tự chế màu vẽ. Đặc biệt, có tài năng hội họa khi mà em đã đạt giải nhất trong cuộc thi vẽ quốc tế. Bên cạnh đó, khi được anh trai đặt cho cái tên là Mèo, Kiều Phương vui vẻ chấp nhận cái tên đó và còn dùng cái tên đó để xưng hô với bạn bè. Rồi khi làm việc, em vừa làm vừa hát. Qua đó cho chúng ta thấy Kiều Phương còn là một cô bé vui vẻ, hồn nhiên. Mặc dù bị anh trai gắt gỏng, nhưng vẫn lao vào ôm lấy cổ anh. Và đặc biệt, khi vẽ bức tranh dự thi, em đã vẽ anh bằng tình yêu thương và sự quý trọng. Như vậy, ta còn nhận ra cái tình cảm của Kiều Phương với anh trai đó là tình cảm gần gũi và hết sức yêu quý anh. Như vậy, từ việc tìm hiểu đó, chúng ta có thể thấy Kiều Phương là một cô bé hiếu động, thông minh, có tài năng hội họa, hồn nhiên, trong sáng, nhân hậu và hết sức bao dung. Vậy thì theo em, tài năng hay tấm lòng của Kiều Phương đã cảm hóa được người anh? Ở đây, tâm hồn trong sáng, tấm lòng nhân hậu, bao dung của Kiều Phương đã cảm hóa được anh trai của mình. Như vậy, mặc dù có tài năng và được đánh giá cao, được mọi người quan tâm, nhưng Kiều Phương vẫn dành cho anh trai những tình cảm thật tốt đẹp. Bức tranh được giải nhất của Kiều Phương là sự kết tinh vẻ đẹp tâm hồn và trí tuệ, tài năng của em. Soi vào bức tranh ấy cũng tức là soi vào tâm hồn nhân hậu và trong sáng của em gái. Nhân vật người anh đã tự rõ hơn về mình để vượt lên được những hạn chế của lòng tự ái. Vậy qua nhân vật cô bé Kiều Phương, em học tập ở Kiều Phương những đức tính tốt đẹp nào? Ở nhân vật Kiều Phương có rất nhiều đức tính tốt đẹp. Đó là đức tính khiêm tốn, giản dị. Đó là cách cư xử chân thành với mọi người, đặc biệt là với anh trai. Đó là tấm lòng trong sáng, nhân hậu, bao dung, độ lượng. Và đó cũng chính là những đức tính tốt, đáng để chúng ta học tập, noi theo. Vậy qua hai nhân vật, người anh trai và cô bé Kiều Phương, chúng ta rút ra được những bài học trong cuộc sống. Đố kỵ, ghen ghét trước tài năng thành công của người khác là tính xấu. Mỗi cá nhân cần phải vượt qua sự mặc cảm, tự ti của mình để có sự trân trọng và niềm vui thực sự chân thành trong cuộc sống. Tình cảm trong sáng, tấm lòng nhân hậu có thể giúp con người vượt lên bản thân, tự hoàn thiện mình. Như vậy, qua tìm hiểu toàn bộ nội dung câu chuyện, chúng ta có thể thấy về nghệ thuật với lối văn kể chuyện giản dị, chân thành theo ngôi thứ nhất, miêu tả tinh tế diễn biến tâm lý của nhân vật, tình huống chuyện thì hết sức bất ngờ. Từ đó, tác giả Tạ Duy Anh đã cho chúng ta thấy tình cảm trong sáng, hồn nhiên và lòng nhân hậu của người em gái đã giúp cho người anh nhận ra phần hạn chế ở chính mình. Và tất cả những nội dung trên đây cũng chính là nội dung của phần ghi nhớ trong sách giáo khoa trang 35, các em về học thuộc ghi nhớ. Như vậy, chúng ta vừa tìm hiểu xong toàn bộ văn bản bức tranh của em gái tôi. Vậy, cô cùng các em sẽ chuyển sang phần 4 La Mã để
chúng ta thực hành luyện tập. Bài tập thứ nhất, hãy tìm những câu tục ngữ, ca dao nói về tình cảm anh chị em trong gia đình. Tục ngữ ca dao Việt Nam có rất nhiều những câu nói về tình cảm anh chị em trong gia đình. Ví dụ như, anh em như thể chân tay, rách lành đùm bọc, dở hay đỡ đần. Hay, chị ngã em nâng. Khôn ngoan đối đáp người ngoài, gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau. Trên cơ sở những gợi ý của cô, các em về nhà tiếp tục tìm thêm những câu ca dao tục ngữ hoặc cả những bài thơ, bài văn có cùng viết về chủ đề anh chị em trong gia đình. Phần luyện tập trong sách giáo khoa có hai bài tập. Bài tập thứ nhất, trang 35, yêu cầu chúng ta viết một đoạn văn thuật lại tâm trạng của người anh khi đứng trước bức tranh đạt giải nhất của em gái. Cô có gợi ý như sau. Về nội dung, bài tập yêu cầu chúng ta viết đoạn văn với nội dung thuật lại tâm trạng của người anh khi đứng trước bức tranh của em gái. Vậy tâm trạng của người anh đó là đầu tiên là giật sững người, rồi đến ngỡ ngàng, rồi đến hãnh diện và cuối cùng là xấu hổ. Về hình thức, qua phần tìm hiểu, em thuật lại các trạng thái tâm lý ấy của người anh bằng một đoạn văn từ 5 đến 7 câu qua ngôi kể thứ 3. Từ những gợi ý của cô, các em về nhà hoàn thành bài tập vào vở. Ở bài tập 2, giả định một thành viên trong lớp hoặc trong gia đình em đạt được thành tích xuất sắc nào đó. Em thử hình dung và tả lại thái độ của những người xung quanh trước thành tích ấy. Bài tập 2, cô có một số gợi ý. Các em thử suy nghĩ xem, trong lớp hoặc trong gia đình em, đã có ai từng đạt thành tích xuất sắc nào đó chưa? Và nếu đạt thì đó là thành tích gì? Khi người ấy đạt thành tích như vậy, thì thái độ của mọi người ra sao? Còn em, lúc đầu tâm trạng em như thế nào? Điều gì đã khiến em thay đổi thái độ? Và từ cái việc thay đổi thái độ đó mà em đã nhận ra đó là tấm gương tốt để mình noi theo, để mình cố gắng. Như vậy, trên cơ sở những gợi ý của cô, các em tiếp tục hoàn thành bài tập 2 vào vở. Như vậy, phần bài tập về nhà, các em thực hiện cho cô hoàn thành bài tập 1 và bài tập 2. Phần học bài ở nhà, các em thực hiện cho cô các yêu cầu sau. Phần bài cũ, các em học thuộc ghi nhớ, kể tóm tắt được chuyện, hoàn thành bài tập 1, 2, sách giáo khoa trang 35. Phần bài mới, các em soạn bài phương pháp tả cảnh, trả lời các câu hỏi mục 1 sách giáo khoa và xem trước các bài tập ở mục 2 La Mã phần luyện tập trong sách giáo khoa. Tiết học của chúng ta hôm nay đến đây là hết rồi. Thân ái chào tạm biệt các em.